Vâng, lời đầu tiên cũng không phải xin thay mặt, nhưng mà là muốn có một lời gửi gắm đến tất cả là các ông, các bà, các cô, các chú, các anh, các chị, quý vị và tất cả các bạn. Thì hôm nay Lê Thơ cũng là một người cậu của Cho Dấu, Duy Khánh. Cho đến hôm nay cháu Duy Khánh cũng xây dựng gia đình. Thì cháu Duy Khánh ngày mai là xây dựng hạnh phúc, thì người cậu thì cũng có mời về để chúc mừng cho cháu Duy Khánh, tức là các nghệ nhân hát Mường cũng rất mong muốn là tất cả là gia đình của nhà mình, cũng như là tất cả các anh, các chị, cô dì, chú bác ở bên họ, bên đằng nhà trai của cháu Khánh, cũng như là gia đình của bên nhà gái của cháu Khánh cũng ngồi đây cái bàn nước để hàn huyên, cũng như là chén nước chén chưa để cảm nhận cái các nghệ nhân của câu lạc bộ hát Tân Mường Hòa Bình về đây để chúc mừng cho cháu một lần nữa. Cũng là người cậu cũng rất là mong muốn như thế. Thì, sau đây là xin mời là nghệ nhân Bùi Thị San, Bùi Thị Ních, Bùi Đức Cơ sẽ về sân khấu để cùng giao lưu. Vâng ạ, xin trân trọng kính mời ạ. Vâng, xin chân thành cảm ơn, xin nhường lại cho chú Tiến. Chú Tiến là cái người mà luôn đồng hành cùng Lệ Thơ, cũng như là những chương trình của tất cả đồng hành của anh em. Và chú Tiến sẽ xin mời chú ạ. Đây, tôi cũng là người đồng hành với Hát Mường, với Lệ Thơ và Công Nhắn và là Ngân. Hôm nay là hạnh phúc của các cháu, thì tôi cũng thay mặt cho cái câu lạc bộ Hát Mường. Tôi thấy đam mê về tiếng hát Mường, mà người Mường có biết hát tiếng Mường, thì hôm nay tôi cũng về đây là một câu lạc bộ các con tên tuổi để nói chúc một năm mới tất cả các đơn vị khán giả và anh chị, anh cha, các cụ, các bà là một năm mới hạnh phúc. Và hai là hạnh phúc, hai cháu hạnh phúc trong năm. Đây là nghe giọng hát của Bùi Thị Lích gửi đến quý vị bác và hai Bùi Thị Sàn và Đức Cơ gửi đến các bạn và thân mến, và chúc hạnh phúc của tất cả gia đình và mọi các cháu hạnh phúc. Và hôm nay bắt đầu buổi thi lễ cả. Oh!
Bạn ơi, làm mà
Chẳng chú mà có nhà mù tôi có ngày mù mà dầu mời về nhà nhà mà đông bụi cơ bụi hà tụ cả chó má cả đất cả mương ăn à con dầu mời về nhà nhà bình yên cơ bụi hà chú cả chó phải hạnh nhớ vui mà đôi đôi ông nọ cũng bùi tôi xin na chín chờ na mưa cảm ơn chờ đó na tiệp gia đình hôm nay đã bàn vì là ni đến đặt văn sơn hôm nay xóm khu vui mừng đón gió đại bàn ơi có chi đúng ó băng mong thằng các bạn cũng đều thùng đại hôm nay